Ở video trước, Thế Tâm có hướng dẫn các bạn cái cách kiếm tiền trên TikTok bằng cách là chúng ta liên kết với trang Tempus để chúng ta kiếm tiền. Nhưng mà sau một thời gian hoạt động thì cái trang Tempus nó không còn hỗ trợ kiếm tiền trên TikTok nữa. Đó, cho nên hôm nay Thế Tâm sẽ làm cái video này để hướng dẫn các bạn cái cách kiếm tiền trên TikTok mới nhất bằng cái quỹ Nhà Sáng Tạo. Với cái cách này thì chỉ cần các bạn có nhiều lượt xem là các bạn sẽ có được nhiều tiền. Nó rất là đơn giản. Nếu như bạn nào muốn kiếm tiền trên TikTok á, thì các bạn không nên bỏ qua cái video này đó ha. Ok, và bây giờ không nói vòng vòng xàm xàm mất thời gian nữa. Nếu như các bạn muốn biết cụ thể cách thức bật kiếm tiền như thế nào thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tâm nhé. Now. Và hiện tại do TikTok chưa có hỗ trợ chính thức kiếm tiền ở Việt Nam, cho nên chúng ta muốn kiếm tiền được chúng ta phải lách luật. Đó. Cái cách thức thì nó cũng hơi lu bu tí, nhưng mà các bạn chịu khó xem kỹ là ok. Bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn từng bước nha. Ở bước đầu tiên là các bạn phải tháo cái SIM điện thoại của mình ra. Mục đích chúng ta tháo cái SIM điện thoại ra là để nó không biết chúng ta đang ở Việt Nam. Như vậy nó mới cho chúng ta kiếm tiền. Đó. Tiếp theo ở cái bước thứ hai, các bạn sẽ kiếm cái phần cài đặt trong máy nè. Đó, bạn nhấp vào. Tiếp tục các bạn sẽ kéo xuống. Các bạn sẽ nhấp vào cài đặt bổ sung nè. Các bạn sẽ bấm ngay cái phần ngày và giờ nè. Hiện tại cái múi giờ của nó là thành phố Hồ Chí Minh nè. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái múi giờ khác. Các bạn sẽ bỏ cái này xuống. Đó, chọn khu vực nè, các bạn bấm vào khu vực. Các bạn sẽ kéo xuống. Chúng ta sẽ chọn là khu vực Hoa Kỳ. Rồi, cái múi giờ thì các bạn sẽ chọn là Los Angeles. Ok, chở ra. Rồi, ở dưới phần khu vực này các bạn cũng chọn Hoa Kỳ luôn. Như vậy là xong. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ tải cái ứng dụng Fast IP về. Cái ứng dụng này nó giúp cho TikTok không biết chúng ta đang ở Việt Nam. Đó, chúng ta giả cái địa chỉ qua bên Hoa Kỳ. Ok, bây giờ các bạn sẽ vào CH Play nè. Tiếp theo các bạn sẽ nhập ở trên thanh địa chỉ này. Các bạn sẽ ghi là VPN. Ok nè. Thì nó sẽ ra rất là nhiều ứng dụng nè. Các bạn sẽ tải cái ứng dụng Turbo VPN nè. Đó, và sau đó các bạn cứ cài đặt như bình thường thôi. Sau khi chúng ta cài đặt xong cái ứng dụng Fast IP thì ở bước tiếp theo chúng ta sẽ xóa bỏ cái TikTok cũ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xóa bỏ nó. Sau khi chúng ta xóa bỏ cái TikTok cũ thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tải lại. Bây giờ các bạn sẽ mở cái trình duyệt Google Chrome lên. Tiếp theo các bạn sẽ nhập ở trên thanh địa chỉ này. Các bạn sẽ ghi là appvm.com. Đó, các bạn ghi đúng y chang như vậy nha. Xong các bạn ok. Và tiếp theo là các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên này để chúng ta tải cái app về. Đó, các bạn kéo xuống. Các bạn sẽ nhấp vào cài đặt ngay. Các bạn bấm X bỏ nè. Thì các bạn sẽ thấy nó hỏi chúng ta có muốn tải xuống không. Các bạn nhấp vào tải xuống. Ok, và chúng ta sẽ chọn mở. Và các bạn sẽ cài đặt cái ứng dụng này luôn. Và sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ có được một cái kho ứng dụng như thế này. Bây giờ trước khi vào đây để tải cái ứng dụng TikTok về thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Fast IP này lên. 7 ngày dùng thử miễn phí. Ok. X bỏ. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái hình trái đất nè, để chúng ta chọn cái nước mà chúng ta muốn chuyển đến. Rồi các bạn sẽ chọn vào Hoa Kỳ. Tiếp tục các bạn sẽ chọn là New York nè. Đó, như vậy là kết nối thành công. Hiện tại chúng ta đang chuyển cái địa chỉ của chúng ta sang ở bên Hoa Kỳ. Đó, và các bạn sẽ thấy cái biểu tượng VPN ở trên này nè. Như vậy là ok rồi đó. Tiếp theo bây giờ các bạn sẽ mở cái kho ứng dụng lên. Cho phép. Và các bạn sẽ nhấp vào cái thanh tìm kiếm nè. Đó, các bạn sẽ ghi là TikTok. Ok. Các bạn kéo xuống. Thì nó sẽ ra rất là nhiều phiên bản TikTok nè. Có cả TikTok Trung Quốc luôn. Bạn nào muốn xài Trung Quốc thì tải về.
Bây giờ các bạn sẽ tải cái phiên bản thứ hai nè. Đó, các bạn sẽ nhấp vào chữ tải nè. Rồi, chúng ta sẽ cài đặt thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái ứng dụng TikTok lên. Chúng ta cứ chọn một cái danh mục đi, giải trí. Tiếp. Khi nó hỏi cho phép TikTok truy cập vào vị trí của thiết bị này, thì các bạn sẽ từ chối nha. Để cho nó không biết cái vị trí của chúng ta đang ở Việt Nam. Đó. Xong, chúng ta sẽ nhấp vào, bắt đầu xem. Đó, nó ra cái video của người nước ngoài như vậy là ok. Các bạn sẽ nhấp vào cái chữ tôi nè. Xong, các bạn sẽ nhấp vào đăng ký. Nếu bạn nào chưa có tài khoản TikTok thì các bạn có thể đăng ký. Nhấp vào đăng ký bằng tài khoản Google nè. Xong, chúng ta chọn ngày tháng năm sinh thôi. Tiếp. Rồi, chúng ta cứ ghi đại một cái tên nào đó. Ok nè. Đó, đây là cái nick mới chưa có lượt follow nào hết. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào ba gạch. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào công cụ dành cho tác giả. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái quỹ nhà sáng tạo TikTok của chúng ta ở đây. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái quỹ này. Đó, sau đó các bạn sẽ kéo xuống. Và cái điều kiện để bật kiếm tiền là các bạn phải có ít nhất 10.000 follow và có ít nhất 100.000 lượt xem video trong vòng 30 ngày qua. Đặc biệt là phải từ 18 tuổi trở lên nha. Đó, các bạn muốn bật kiếm tiền là các bạn phải kiếm đủ 10.000 follow mới được nha. Bây giờ Hế Tâm sẽ đăng nhập cái tài khoản TikTok của mình vào, xem nó đủ điều kiện chưa. Đó, và đây là cái tài khoản TikTok của Hế Tâm nè. Hiện tại đang có 11k follow nè. Đó, cái tài khoản này Hế Tâm đăng cũng có mấy cái video thôi. Tổng cộng chỉ có 8 cái video thôi, cũng có rất là nhiều lượt xem nè. Đó, bây giờ Hế Tâm sẽ nhấp vào ba gạch nè. Công cụ dành cho tác giả. Quỹ nhà sáng tạo TikTok. Đó, thì cái kênh này hiện tại đã đáp ứng đủ 3 điều kiện rồi. Bây giờ Hế Tâm sẽ nhấp vào cái ô này. Tiếp theo sẽ nhấp vào đăng ký. Xin chúc mừng bạn đã tham gia quỹ nhà sáng tạo TikTok. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào xem thống kê. Đây, như hiện tại các bạn nhìn thấy là số dư của chúng ta không đồng. Cần ít nhất 3 ngày để xử lý cập nhật, hãy kiểm tra lại sao để biết số dư cập nhật của bạn. Như vậy là Thế Tâm vừa bật kiếm tiền thành công cho kênh TikTok rất là đơn giản. Sau khi các bạn bật kiếm tiền xong thì nhiệm vụ của các bạn bây giờ là chỉ việc đăng video lên và kiếm thật nhiều lượt xem. Đó, khi các bạn có thu nhập thì cái số dư của các bạn nó sẽ cộng vào đây. Và sau khi các bạn đã kiếm được một cái số dư nhất định thì ở video sau Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút tiền về, nó rất là đơn giản và dễ dàng. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Bây giờ Thế Tâm xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.